Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái like, những cái video sớm nhất từ cái kênh của mình nha anh em. Thì anh em đừng vội lướt qua video và hãy ở lại đây tầm một chút xíu để mình review cái phiên bản mà Lương Sơn Hào Kiệt cụm máy chủ lớp 3 cho chúng ta được gì và có những gì. Hiện tại là mình đang sở hữu một con nhân vật ở xe sành 18 nhưng mà được hạ cấp xuống ở xe sành 6.3 là cụm máy chủ lớp 3 mu Lương Sơn Hào Kiệt nha anh em. Thì hiện giờ mình vào trong đây để show thông tin và review một chút xíu về nhân vật Gum, một nhân vật rất là dễ chơi. Nó đi theo một cái hướng là phép anh ghi vẽ nè, thì mình sẽ đi sâu đi xa hơn một chút xíu. Hiện giờ thì các anh em cho mình tầm khoảng 30 giây để quảng cáo nha anh em. Hiện tại bên server Lương Sơn có hỗ trợ cho anh em là một cái gói code Fergie là full đồ trên người, full set 380, vũ khí 380 và mát win 2 luôn, mát reset ngay, kèm theo đó là gen đã hỗ trợ cho anh em reset. Chỉ cần anh em chọn cái server Lương Sơn Hào Kiệt cụm máy chủ lớp 3, báo lên tên tài khoản, tên nhân vật và tên class ở trên cái kênh của mình, hoặc là trên Zalo, trên Facebook, hoặc là ở trên kênh TikTok của mình nha. Thì vào mỗi đêm 20 giờ thì mình có like ở TikTok, mình hỗ trợ trực tiếp cho anh em luôn. Đó, xong qua phần quảng cáo rồi vô tới phần chính, không để cho các anh em chờ lâu và nóng ruột, thì mình sẽ vào trong đây chia sẻ cho anh em một chút xíu về thông tin. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái bảng điểm cho em của em ấy cho tất cả anh em chúng ta đều show và xem luôn. Hiện tại thì mình ở đây là mình cho nó khâu như một cái máy khâu luôn nha. Thì ở trên STG mình cộng 5k, đây là phí nha. Cái này hiện giờ là mình đang test, chứ cái đam của nó là cái đam là anh ghi vẽ nè nha anh em. Còn cái này là mình cho anh em nó dập như cái máy khâu là như thế nào, thì mình ra mình cho anh em xem, và một lát mình sẽ cộng điểm chuẩn của em ấy lại cho các anh em cùng nhau tham khảo và xem luôn nha. Đây là skill băng nổ của em ấy, các anh em thấy gì chưa, rất là nổ, rất là băng luôn nha, nhìn rất là sướng mắt nha. Ở đây cái bộ kỹ năng của em ấy là cực kỳ lạ, cực kỳ mới ở trên một cái phiên bản mobile mà ở trong đó là một cái máy chủ của Mulock của chúng ta đã dần bước lên và nó đi theo một cái thời đại, như ví dụ là ở webgen người ta đã ra season 19 rồi, thì ở đây mình ít gì cũng phải là season 18 trên em. Tiếp theo là một cái skill, ở đây cũng là một cái dạng băng nổ nữa, nhưng đây là một cái băng nổ, nó sẽ cái phạm vi nó sẽ lan rộng, nó không đi đơn mục tiêu, và đây là băng nổ đi đơn mục tiêu. Ở đây là cái skill này là mạnh nhất, khỏe nhất nha anh em. Tiếp theo ở đây là anh ta đang khâu đang giá nha anh em, dập như máy khâu là có thật nha anh em à. Nếu mà mình kiếp như gì thì anh này ở đây là không có cái quần đùi gì để kiếp luôn nha. Ở đây là một cái skill như là một cái ảo ảnh liên hoàn, các anh em liên tưởng tới một cái ảo ảnh liên hoàn của cái con GF gì đó, nhưng mà đây là một cái skill cực kỳ khỏe ở trên phiên bản của mobile hoặc là ở bên cái con game lock container. Và ở ngay thời điểm hiện tại thì cái con game lock 3 cụm máy chủ lock thì nó đã có được cái con nhân vật này và có được cái bộ skill, bộ kỹ năng của con Gum này luôn, khi là bá đạo, cực kỳ là đẹp. Thì ở đây là từ 1 tới 8 class phổ thông anh em không tốn phí, còn từ số 9 lên tới số 14 thì anh em đầu tư nhẹ là 1k đi con là có thể là chuyển qua những con class như gì, các anh em trải nghiệm sở hữu xem là khả năng binh biến của anh em như thế nào và đường đi nước bước của anh ta ra sao, thì anh em có thể là trải nghiệm. Tiếp theo thì anh ta có một cái skill này đây, ở đây là một cái skill là nổ, skill nổ của em ấy để giữ chân quái hoặc là giữ chân khi mà chúng ta đi PK. Ở đây mình cứ việc là mình định vị cho em ấy, như ví dụ mình bấm vô con nhân vật này rồi mình sẽ cho cái băng nổ vô đây, thấy không, nó sẽ ngay cái điểm nhân vật này, và khi chúng ta bật cái PK lên, chúng ta dùng cái skill là nó sẽ kết liễu của nhân vật này luôn. Nhưng mà hiện giờ mình cộng như vậy là mình không có PK được nha, tại vì cộng như vậy là nó sẽ phản lại, mình sẽ ton ngay và luôn. Và ở đây có hai cái skill này đây, hai skill này là bắn liên thanh, một cái bắn liên thanh lửa và một cái bắn liên thanh bắt, thì ở đây mình sẽ cho nó lửa trước. Nó rất là đẹp nha anh em, các anh em có thể là trải nghiệm, đáng đồng tiền mắc gạo nha anh em, nó cực kỳ rẻ anh em à, chỉ có 1k thôi là anh em có thể là đổi qua để trải nghiệm rồi đổi gió đồ các kiểu, xem là những chất tướng này nó sẽ ra sao và như thế nào. Ở đây bắn liên thanh băng rất là đẹp nha, băng và lửa nó sẽ khắc với nhau anh em, trên PC là nó sẽ khắc với nhau, còn ở mobile này thì nó không có đánh đổi là nó khắc với nhau, tại hiện giờ cái thuộc tính pentagram của chúng ta chưa có phát huy được ở cái xe sành 6.3, còn ở xe sành mà 17, 18 là cái pentagram nó đã phát huy được.
thì nó sẽ đi theo cái loại cái skill của mình, nó sẽ khắc với nhau. Anh em thấy nó cực kỳ đẹp nha. Và con này thì chúng ta còn thiếu một cái skill boost, nhưng mà ở đây là một cái phiên bản hạ cấp nên không có làm đủ ALL cho các anh em vào trong đây để mà sử dụng hết một kỹ năng. Nhưng hiện tại bây giờ, ngay thời điểm bây giờ là như gì, nó cũng là tương đối ổn để cho anh em trải nghiệm vào trong đây, để biết là cái server Lương Sơn bên em đã cập nhật và đã đưa các anh em tới một cái là những con nhân vật mới, không làm mắc chắc mu và cũng không làm quá xa xôi những cái phiên bản custom đề cao, chỉ là một số nhân vật ở season 18 thì người ta hạ cấp xuống thôi để cho các anh em trải nghiệm thôi, chứ nó không làm mắc chắc của cái con game MMO, con game mu của mình nha anh em. Về cái con game này á, những nhân vật này á thì nó không quá là cầu kỳ màu mè, những nhân vật này là nhân vật phổ thông luôn. Nó có những cái phiên bản như gì, từ season 16, season 17 và season 18 là người ta đã áp dụng vô dần lên, thì đã cho anh em đủ cái để trải nghiệm, để không anh em chỉ có vào Dark White, Dark King, Magis rồi GF đồ các kiểu dập như cái máy khâu anh em à. Và mình sẽ dời cái map Logenkia mình tẩy, mình cộng điểm lại cho anh em xem nha. Thì hiện giờ mình cộng ở đây STG là vừa đủ mặc đồ, vũ khí, trang bị các kiểu trên người. Ở đây là mình cộng một phần anh ghi là tầm khoảng 15k để cho cái lượng super em ấy lên 700 800 là nó có thể nó farm lẻ được rồi nha. Còn có phần B thì anh em có thể là cộng nhẹ vào trong đây để mình lên quái cao quá, nhiều khi nó lan rồi chúng ta không có bị quái nó cắn đau quá. Còn NE thì các anh em cứ việc cộng full vào trong đây là nó sẽ phát huy tốt nhất có thể đó cho anh em. Thì mình sẽ lên trên map Ikagut lại cho anh em xem. Và các anh em chơi ở server Lương Sơn thì các anh em cứ việc lên trên map Ikagut mà farm nha anh em. Rất là rõ ràng không? Hôm nãy chỉ có là 200k, còn bây giờ nó lên là 690 mấy k, gần 700k nha anh em. Đấy, 694k nha. Và nó dập cái máy khâu này á thì cũng không hề tệ nha. Anh em thấy là cái skill này nó sẽ thấp đam hơn rất là rõ rệt luôn. Chỉ có là 560 mấy k thôi. Và mình sẽ chuyển qua cái skill này cho anh em xem là lượng đam nó nhiều. Lượng đam cái này còn thấp còn tệ hơn. Nó cũng như là một cái là máy khâu thôi nè. Mình sẽ thả một cái quả bóng trước. Ở đây là skill Liên Thanh. Liên Thanh này chỉ có là 400 mấy chục k, 570k thôi. Và skill băng nổ này là nó sẽ cao nhất 694k. Các anh em thấy rõ ràng không? Vì cái con này chuẩn của nó là đi theo hướng là anh ghi và NE. Thì mình xin nhắc lại, những anh em nào chơi phiên bản reset thì hãy cộng vào boin chuẩn của nó, còn chơi phiên bản mà non reset thì các em hãy cộng cái phần super cho nó ưu tiên nhất. Như ví dụ cái con gum này ở bên cái con game lock container thì mình cũng ưu tiên cho nó max pin cái lượng super lên trước rồi mình mới cộng qua cái phần NE nha. Còn anh em chơi cái phiên bản reset thì các anh em cứ việc phan vào cái đâm chuẩn của nó. Cái đâm chuẩn của nó mình đang chơi hải phép thì cái đầu mình nhảy mình biết là nó là NE. Còn khi mà mình chơi qua cái hệ chiến thì nó là STG. Nó rất là dễ nha anh em. Thì mình đã test qua sơ bộ, không con nào nó to bằng cái con laser. Đúng là theo cái ý muốn của mình thì anh em. Về cái phiên bản của mobile hoặc là PC, nếu mà có laser thì nó phải là bá chủ anh em à. Tại nó là cái bóng của Dakin, nó là một cái thân thể nâng cấp của Dakin nha anh em. Hiện giờ thì anh Tẹp anh đang solo với một cái anh là lão đệ làm sao mà lại, tại vì anh kia anh có cái win ba quá đẹp. Còn anh Tẹp á thì chỉ có một cái win 2.5 thôi, nhưng mà được một cái DK nha. Đây mình sẽ xả cái này vô cho anh em xem, nó xả vô đám đông đấy, rất là đẹp cho. Ở đây là bắn liên thanh, mình nhắc lại bắn liên thanh băng nha. Bên đây là bắn liên thanh, bên là lửa. Ở đây là cái skill của em ấy rất là dữ dội, ảnh nhẹp rất là dữ nha. Ảo ảnh liên hoàn của GF là phải kêu kêu con gum này bằng cụ. Và cái con MG của mình cũng vẫn có một cái skill băng nổ vòng tròn luôn. Và skill này là băng nổ chính thống của em ấy đây. Lúc trước mình chơi ở mu PC, chuẩn PC phiên bản tiên phong thì mình chơi cái con gum cũng là 10 người là farm hết cái này hết 10 người nha anh em. Băng nổ đi đơn mục tiêu. Nó không phải đơn mục tiêu như là cái con DL là chỉ quánh một quái, mà ở đây nó đơn mục tiêu là nó chỉ quánh được một hướng nha anh em, chứ không phải là đơn mục tiêu mà quánh một quái, nó không có bao trùm. Còn cái skill bao trùm là skill này đây, các anh em chơi rồi các anh em tự ngẫm ngay ngay. Mình sẽ review những cái cơ bản thôi. Cái này là nó sẽ bao trùm, đây là quái của mình sẽ đứng ba bên bốn phía, đứng vòng vòng cái này là sẽ dính hết, như là cái skill băng nổ này cũng sẽ dính luôn. Còn ở đây băng nổ cái hệ mà nó đi theo một cái đường thẳng thì nó chỉ có là đi như gì thôi, nó không có đi vòng qua sau lưng hoặc là ở trước hoặc là ở sau gì hết, mà nó sẽ đi theo cái chỉ định của mình là mình quánh nó đi đâu thì mình sẽ về thành luôn, chứ đi đâu nữa giờ. Giờ này BK rất là to luôn anh em ạ. À, chào tất cả anh em đang có mặt ở server Lương Sơn nha, rất vui là vào trong đây ngay cái dịp mà anh em đang BK trong đây luôn, rất là sướng. Một hồi mình sẽ lôi một cái con sờ laser vô trong đây để mình bắt đo với mấy anh này xem nó sẽ như thế nào. Hiện tại con của mình không có nhẫn dây chuyền gì hết, còn nhưng mấy anh top á là sẽ có nha. Mình sẽ show item của cái anh này lên. Đấy.
Thì anh này có một cái dây chuyền hoàn hảo 10% á, thì nó trên cái tuyệt vời có thêm một cái Win 3 kèm theo đó là có thêm cái bộ nhẫn này á, thì không ai để ý làm gì. Ở đây anh có một cái set đồ cộng chính kèm theo đó là hai hộp. Như vậy cũng nói lên cái độ nguy hiểm của anh ta rất là cao nha, tại vì đam IK là nó cũng rất là to rồi nè. Tuy là máu nó mỏng nhưng mà ở cái phiên bản lock này là không hề mỏng đâu. Tại phiên bản lock này 100% là dựa bên phần là socket HP và socket là tăng giảm sát thương nên nó không có hề mỏng đâu nghe anh em. Ở những phiên bản khác thì IK nó mỏng, còn phiên bản này á, thì IK nó cũng cực kỳ bá. Ngay thời điểm bây giờ anh em hỏi mình một câu hỏi duy nhất và nhiều nhất, ở bên Lương Sơn chơi class nào mạnh nhất vậy ông? Thì ở đây mình sẽ hé lộ cho anh em biết luôn, một là GF, hai là cái con IK, ba là con sợi laser, là những con đó đang nắm lượng đam to nhất tại server. Hiện tại ở một cái server đầu Lương Sơn mình mới ra thì cái con GF này mình đã có review cho anh em biết rồi, nó lộn một vòng thôi đam nó lên gấp 3 gấp 4 lần người ta, nó chỉ cộng vô HP và cái skill quật ngã. Thì mỗi một cái skill là nó sẽ cho chúng ta một cái công dụng khác nhau. Mình sẽ bấm vào một cái băng đi theo định hướng, các anh em nhìn lên nè, cái lượng đam nó là 180 và băng đi theo xung quanh là lượng đam là 150 và một cái là liên thanh 160, cũng là liên thanh 160 và cái kim khâu chỉ có 70 đam thôi. Ở đây là một cái skill để chói chân dưới mà mình giữ nhờ chói chân và mình giữ quái anh em. Nhiều khi mà mình đi lại một cái bãi quái nào đó, mình muốn quái nó gom lại thì mình cứ giật phang cái skill này ra đây. Nó theo chỉ định của mình nhấp vô đây thì nó sẽ phang ra đây để cho anh em gom quái gì đó, anh em hạ nó rồi mình sẽ farm nó dễ hơn, nó nhẹ nhàng hơn anh em. Hiện giờ là anh em BK ở đây rất là dữ dội nha. Hôm nay vào trong đây ngay cái dịp anh em BK luôn, rất là đông vui nha anh em ơi. Server của mình đang review hiện giờ thì anh em rất là quan tâm, tại vì bên mình đang hỗ trợ tốt nhất ở phiên bản lớp 3. Hiện giờ các em có thể là đi trải nghiệm những cái server khác, không có ai mà phiên bản lớp 3 mà hỗ trợ tắt tay như cái bên server bên mình đâu anh em ạ. Thì những thông tin thủ thuật góp ý hay là mình muốn mình review một cái gì, anh em có thể là comment vào cuối phần video để góp ý giúp cho kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.